chào tất cả anh chị em tư vấn viên của Brezzo. Nếu mà các anh chị em gặp lại Ngô Kiến Huy, Thỏ Đen và Tuấn Phạm, Thỏ Trắng tại chương trình sự kiện chiến lược 2020 của Brezzo để nhận những phần quà hấp dẫn, hãy nhớ đăng ký nha. Và các anh chị em tư vấn viên của Brezzo ơi, giải thưởng chúng ta rất là hấp dẫn nha. Ba giải nhì đó chính là ba chiếc đồng hồ Apple Watch sẽ được quay trong suốt chương trình. Còn hai giải nhất còn xịn hơn nữa, đó chính là hai chiếc iPad Pro 11 inch 2020 sẽ được quay vào cuối chương trình. Bởi vậy mọi người hãy xem đến cuối chương trình nha. Và mã số giải thưởng chính là mã số tư vấn viên của chính các bạn. Chính xác. Hẹn gặp lại tất cả các anh chị vào ngày 18 tháng 9.